à ngày 21/09 à vào à, thứ bảy à, thứ bảy của tuần này các anh chị. Thứ bảy. Được chưa? Thứ bảy của tuần này thì nó sẽ có một cái chương trình là khai trương showroom Cần Thơ, được chưa? Thì đây là một cái showroom mà để giúp cho tất cả các anh chị em là mình có thể là gọi là mình mở rộng ra ở khu vực miền Tây bởi vì trước giờ thì mình các anh chị miền Tây đều phải lên tận cái kho Hồ Chí Minh để mà mình có thể là dẫn khách đi tham quan hoặc là các anh chị live stream và trải nghiệm sản phẩm đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái showroom mới ở Cần Thơ và trong tương lai thì À, trong những năm tiếp theo á chúng ta sẽ đặt mục tiêu chúng ta sẽ mở khoảng tầm là hơn à, hơn 20 cái à, trung tâm xử lý đơn hàng nữa ở 20 tỉnh thành khác nhau. À, nó tùy thuộc, nó có thể là tỉnh thành của các anh chị đang sinh sống, nó tùy thuộc vào cái khu vực của các anh chị à, đang phát triển à, nó có mạnh mẽ như thế nào đúng không ạ? Thường thì à, khi mà có một M M12 hoặc là M9 ở khu vực nào đó thì thường sẽ có một cái showroom mở ra À, thì hiện tại là bây giờ là đang là uh, đang là, là là khu vực miền Tây đang là có một cái lực lượng uh, đại lý rất là đông cho nên thành ra là công ty cũng quyết định là sẽ mở cái uh, showroom ở dưới miền Tây để mình phát triển thì ngày 21 tháng 9 này là ngày khai trương showroom nên ra là ngày này thì ai cũng có thể đến được các anh chị ha Thì nhờ ekip á là uh, có thể là gửi một cái form uh, form đăng ký là tham dự cái uh, Uh, khai trương showroom á để cho là mọi người nắm được cái uh, bên công ty á, có thể nắm được cái uh, số lượng uh, để mà hỗ trợ cho các anh chị nó tốt hơn bây giờ là một có một cái form là đăng ký là tham gia uh, khai trương showroom Cần Thơ bây giờ rồi thứ hai á là chúng ta sẽ uh, song song vào cái thời gian đó thì chúng ta sẽ có một cái uh, chương trình tại vì cái này thì là là cái chương trình do chính hàng và mentor hoàng vũ tổ chức thêm thôi bây thì cái chương trình này nó sẽ rơi vào buổi sáng các anh chị khai trương thì nó sẽ rơi vào buổi sáng à, sáng thứ bảy các anh chị ha sáng thứ bảy vào lúc khoảng tầm từ 8 đến 9 giờ sáng nó rơi vào khoảng đó thì các anh chị mình có thể dẫn khách hàng của mình đến tham quan bất kỳ lúc nào được chưa bất kỳ lúc nào trong cái ngày khai trương à, bởi vì trong cái ngày này thì nó sẽ có khoảng tầm là à, 10 đến uh, hơn 10 hơn 10 uh, hơn 10 bdb à. khoảng à, có một cái expo mini expo mini nó khoảng hơn là à, khoảng hơn 10 người à, hơn 10 bdb tham gia, Được chưa? để giúp cho các anh chị mình sẽ có những cái quầy nhỏ à, để các anh chị có thể dẫn khách hàng đến à, và trải nghiệm sản phẩm đúng không ạ à? rồi lụa có gửi cái form để đăng ký các anh chị có thể đăng ký vào để các anh chị có khách hàng đi hoặc là đại lý đi hoặc là bản thân mình đi ha thì mình sẽ dẫn khách đối tác mới hoặc là team mình hoặc là chưa là đối tác luôn chúng ta sẽ nên dẫn đến à, để mà trải nghiệm được cái sản phẩm được chưa à, ví dụ như các anh chị đi các anh chị có thể dẫn thêm bạn của các anh chị đi hoặc là anh chị em vợ chồng đúng không ạ thì như hằng nói lúc trước á là bản thân của hằng khi mà ba hằng á là bay từ ngoài đà nẵng vào đây để mà mà thăm hằng ấy thì từ lúc mà hằng làm Rockby đến bây giờ là chưa bao giờ ba bay vào thành phố hồ chí minh cả nên thành ra là hằng cũng dẫn ba hằng à, khi mà ba hằng có cơ hội vào đây à, thì hằng dẫn ba hằng đi một lượt luôn là đi lên văn phòng đi lên kho của công ty luôn để cho ba biết là con gái của ba làm công việc gì <laughs> đó các anh chị thì ba hằng á mới nói một câu là trời khi mà ba hằng bước vào uh, kho đến công ty thì nhìn thấy cũng ở uh, công ty cũng hình tráng cũng đẹp ha nhưng mà đến cái văn phòng á Là kiểu là bất ngờ luôn các anh chị surprise luôn Nó là trời ơi, Công nhận là công ty lớn nha <laughs> Tức là Hằng kể coi chuyện này với mọi người luôn Là bởi vì là ngay cả ba của Hằng Tức là cái người mà Hằng Hằng là một trong những người đã làm lâu nhất ở đây Và làm cũng khá là thành công rồi Nhưng mà ba của Hằng á Ngay cả người thân của Hằng á Thì họ cũng không có tin được rằng là Họ cũng không có nghĩ rằng là công ty mình nó lớn như vậy các anh chị đó thì, thì cứ nghĩ là bán hàng online thì chắc là ở trên online thôi nhưng mà đâu có biết công ty mình là thuộc dạng công ty nghìn tỷ đâu các anh chị nên là là gần như là là hàng bằng mọi giá hàng phải dắt cái người thân của Hằng đi tham quan để cho họ nhìn thấy được cái quy mô tầm vóc của công ty mình và từ đó thì họ tin tưởng hơn cho công việc mình làm chứ không phải là đơn thuần là các anh chị dẫn khách hàng đến để cho họ nhìn thấy được cái sản phẩm để mình tuyển đại lý hay là mình bán hàng không thôi đâu À, có ba mục đích cho anh chị ha. Thứ nhất là nếu mình có khách hàng thì mình dẫn họ đến để mà họ tin tưởng hơn họ mua sản phẩm của mình. Thứ hai là những cái đối tác trong cái nhóm của mình hoặc là đại lý những cái khách hàng nào mà chưa là đại lý cũng được luôn đến để họ nhìn qua để họ biết để họ mà có thể là hợp tác với mình. bây giờ thứ ba đó là những người thân của mình à, đối tượng mà mình mời đến đúng không ạ? cái hàng hằng có nói về đối tượng đó anh chị ha đối tượng mình mời đến. Thế cho là khách tất cả mọi người khách hàng đối tác, dạ, yeah. đối tác mà đặc biệt là những người thân của mình, đó là những người thân họ đến để làm chi, họ hiểu được, đặc biệt là người đồng hành cùng mình đó, họ đến để họ nhìn thấy và họ hiểu được là à, à mình đang kinh doanh những cái sản phẩm như thế nào, đang kinh doanh một cái công ty mà nó có cái độ uy tín cao như thế nào thì trong cái buổi hôm đó thì bên uh, Dropi cũng sẽ có mời một vài nhân vật rất là đặc biệt. À, để mà có thể là chia sẻ về cái mô hình của Robby và chủ tịch cũng có mặt luôn, à, CEO cũng có mặt cho nên là à, khi mà các anh chị dẫn họ đến cái buổi đó thì chắc chắn là cái việc mà cái người đồng à, họ tin tưởng hơn đúng không ạ, tin tưởng hơn để có thể là à, cho các anh chị kinh doanh. Rồi, thì đó là những cái à, cái cơ bản về expo đúng không ạ? thì có một số nhà cung cấp thì à, à, các anh chị nên dẫn khách hàng đến và đối tác đến để mà tham quan, được yeah. không là nó sẽ rơi vào buổi sáng còn ngoài ra là mình sẽ có một buổi chiều à, một buổi chiều các anh chị là mình sẽ tổ chức thêm cái này là chương trình của hằng mentor hoàng vũ tổ chức thêm nha các anh chị đó là một cái chương trình là workshop các anh chị ha workshop à, à, workshop kinh doanh online cùng ruppy được chưa thì hằng sẽ có một cái um, uh, cái buổi uh, mentor hoàng vũ sẽ có một cái buổi chia sẻ nhỏ tham gia vào cái chương trình workshop kinh doanh cùng Robby chương trình này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 50 người đổ lại thôi 50 người tham dự thôi các anh chị ha và chỉ dành cho đối tác đối tượng nào á, là gì ạ là khách hàng chưa là đối tác các anh chị nhớ nha chưa là đối tác Robby được chưa chưa là đối tác của Robby tức là họ đang tìm hiểu thôi được chưa tìm hiểu và muốn à, kinh doanh cùng Robby, đó được cho các anh chị nắm cái 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 uh, nắm cái uh, mục đích các anh chị nha và đối tượng tham dự à, hàng ở đây hàng không phải tổ chức chương trình cho các anh chị là 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 đối tác rồi được chưa mình sẽ tổ chức cho chương trình cho những anh chị nào chưa là đối tác Robby nhớ giúp cho hàng nha chưa là đối tác Robby nhớ giúp cho hàng các anh chị nha và đang muốn tìm hiểu kinh doanh cùng Robby cũng không phải dành cho khách hàng trải nghiệm để mua sản phẩm các anh chị nha mà là chưa là đối tác Robby hoặc là các anh chị thấy là khách hàng nhưng mà người ta cũng quan tâm về sản phẩm lắm thì họ cũng có thể đi rồi, bởi vì khi họ đi họ hiểu về sản phẩm thì họ cũng có thể kinh doanh cùng với cái sản phẩm này luôn thì mình có thể ok ha rồi thì đây là cái đối tượng mà các anh chị sẽ mời đến cái buổi ngày hôm đó được chưa hoặc là cái người thân của các anh chị cũng được luôn người thân của các anh chị ví dụ như là vợ là chồng là bố là mẹ là anh chị em nhưng mà họ cũng chưa làm rugby thì họ cũng sẽ có thể đến để họ có thể nghe hiểu về cái mô hình rugby và cái chương trình này á thì cái tham lai của nó nó sẽ rơi vào khoảng tầm là là 14 giờ chiều các anh chị ha 14 giờ chiều cho đến là khoảng tầm độ là 16 giờ 30 nó sẽ rơi vào cái khung giờ này, và cái khung giờ này là cái khung giờ mà các anh chị mình sẽ có một cái nội dung đó là cái nội dung của chương trình ha hằng sẽ chia sẻ các anh chị cái nội dung của chương trình này à, đầu tiên thì hằng sẽ đầu tiên là các anh chị sẽ à, cái tham lai like của mình nó sẽ là à, trước hết là sẽ có một cái phần là chảnh à, có một cái phần là chia sẻ về sản phẩm đúng không ạ à... các anh chị đợi hằng xíu cách gì đợi <laughs> một xíu cái tham lai của mình thường á là nó sẽ là Thứ nhất là đây là sẽ sẽ share với các anh chị một cái tham lai mẫu ha. Đây là một cái tham lai mẫu nè. Đây các anh chị. <laughs> một cái tham lai mẫu nó sẽ rơi vào nó khoảng tầm là mình sẽ mời khách đến trước nha. Nhớ nha các anh chị, mời khách đến trước chứ không phải là 12 giờ chương trình bắt đầu thì 12 giờ mình mới mời khách hàng đến không phải như thế tại vì thường á là giống như các anh chị đi đám cưới hay đi gì đúng không thì cũng sẽ có một cái thói quen là sẽ đến trễ 30 phút từ 15 đến 30 phút để mình đón khách hàng à mình ở mình đón khách đúng rồi thì các anh chị sẽ có khoảng tầm là 10 mời khách là rơi vào tầm 13 giờ à, 13 giờ 30 đi cùng mình được chưa đầu tiên nó họ sẽ phải đến trước Tại vì khi họ đến họ còn tham quan kho hàng, họ còn tham quan này, tham quan nọ nữa đúng không? À, sản phẩm rồi đi một dòng kho hàng nữa. Chứ không phải là họ đến là họ vô thẳng vào cái chương trình luôn. Thì chúng ta sẽ có một khoảng là 30 phút đầu tiên hoặc là một tiếng đầu tiên. Khi họ tới là lúc 1 giờ các anh chị họ sẽ cần phải có à, biết đường này nọ nữa. Thì các anh chị phải chỉ đường cho họ rồi các anh chị phải hướng dẫn họ rồi tham quan kho hàng trước. Rồi sau đó mới vào chương trình. Nhớ nha các anh chị, nên là mình sẽ hẹn khách hàng á là mình chốt hẹn khách hàng là mình sẽ chốt vào khoảng tầm 13 giờ. Được à, chưa? 13 giờ để họ đến trễ một chút là 13 giờ 15 đi. Rồi sau đó người ta tham quan kho hàng các kiểu đến 13 giờ 30, 13 giờ 45 thì chúng ta sẽ mời họ vào để ổn định chỗ ngồi lúc 13 giờ 45 và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình sau uh, uh, 14 giờ 10. Đó, thì trong này nó có cái timeline luôn rồi các anh chị. Là những anh chị đã họ đã làm trước rồi thì là 14 giờ 10 thì mình sẽ có một cái một cái MC sẽ mời một đối tác chia sẻ một cái chút cảm nhận về cái sản phẩm này rồi sau đó chúng ta sẽ có dược sĩ Văn Vĩnh Hiệp là gì là cố vấn chuyên môn của nhà NutriBest thì đợt này chúng ta sẽ phối hợp với nhà NutriBest để mà làm về cái sản phẩm trải nghiệm và nhà NutriBest sẽ là cái nhà cung cấp tài trợ chương trình sản phẩm trải nghiệm cũng như là cái những cái chương trình ưu đãi dành cho những đối tác nào mà À, chốt ký quỹ và trở thành đối tác ngay tại chỗ được chưa? Nên là chúng ta sẽ có 10 phút đầu là đối tác kinh doanh chia sẻ rồi và có 30 phút cho dược sĩ chia sẻ về à, sản phẩm của Nutrioc và tại sao nên chọn Nutribest là nhà cung cấp để mà có thể là đồng hành cùng với lại là à, kinh doanh online cũng Robby được chưa? Rồi sau đó là à, trong quá trình dược sĩ chia sẻ thì sẽ nói về một số cái tính năng công dụng của Nutrioc và sẽ phát cho mọi người tất cả những người tham gia chương trình một gói Nutri-O-C trải nghiệm hoàn toàn miễn phí thì cùng cái lúc mà mình trải nghiệm xong thì mình sẽ khoảng tầm 10-15 phút sau thì cái phản ứng như khách hàng nó sẽ có thì dược sĩ sẽ hỗ trợ để mà mà giúp cho khách hàng người ta hiểu luôn là người ta đang gặp vấn đề gì và người ta đang có những cái um, cái gì nó chưa có ok để mà mình Uh, cải thiện sức khỏe đúng không ạ? thì trong cái 30 phút đó dược sĩ sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho khách hàng của các anh chị luôn là trải nghiệm sản phẩm miễn phí được chưa thì uh, trong quá trình trải nghiệm sản phẩm xong thì bắt đầu là chúng ta sẽ có cái phần uh, sau khi cái sau cái phần nó xong thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa là do mentor Hoàng vũ chia sẻ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 30 cho đến 45 phút thì sẽ demo app copy và chia sẻ một số cái thông tin à, giúp cho các anh chị là mình hiểu rõ hơn về cái mô hình của Robby một cách là à, trực tiếp và hỗ trợ cho các anh chị tốt hơn trong cái việc là chốt đối tác thì chúng ta sẽ có một cái chương trình Đó, chương trình chúng ta sẽ có một cái chương trình các anh chị ha Đây, cái chương trình nó sẽ là như thế này các anh chị nó sẽ có một cái chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho những anh chị nào mà uh, kinh doanh online cùng với lại Dropi và đăng ký ngay trong cái ngày hôm đó luôn. <laughs> à. Đây. Dành xe lại cái uh, cái vài. Rồi. Các anh chị thấy cái cái bản trắng của hàng rồi đúng không rồi à, giống như lúc nãy hàng nói là một số cái nội dung về chia sẻ về cái sản phẩm đúng không ạ à? chia sẻ về sản phẩm à, cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm miễn phí được chưa nutrioc và sau đó là sẽ chia sẻ về cái ứng dụng à, app robby và mô hình kinh doanh mô hình kinh doanh được chưa thì trong cái chương trình này á nó sẽ có một cái ưu đãi à, cái này chỉ dành cho team của mình thôi các anh chị ha những anh chị nào mà nắm được cái phần này các anh chị mời khách thì chúng ta sẽ được cái ưu đãi này bình thường á là trên kệ của robby đúng không trên kệ của robby chúng ta sẽ có những cái ưu đãi như sau của nhà nutriusy thứ nhất đó là chúng ta sẽ có cái chương trình ưu đãi à, dành cho à, đối tác mới đúng không? đối tác mới đối tác mới đúng không thì khi mà các anh chị các anh chị lên app á các anh chị sẽ xem chương trình của đối tác mới chúng ta sẽ có những cái chương trình như sau các anh chị à đây đây các anh chị ha là nếu như mà các anh chị uh, mua một hộp nutrici dành cho đối tác các anh chị chị các anh chị xem kỹ chỗ này tí xíu nào sẽ gửi hình uh, ekip có trong group này đúng không thì cần nhờ các anh chị gửi luôn cái 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 hình ảnh lên trên cái cái zoom giúp cho hằng đây là cái tháng trải nghiệm Nutri-C thì chúng ta sẽ có một cái chương trình là khi các anh chị mua một hộp Nutri-C chúng ta sẽ tặng được tặng một centavi v ba viên và cái chương trình này chỉ dành cho đối tác uh, trong kích hoạt trong vòng 30 ngày được chưa mỗi user được tặng tối đa 4 món quà và giới hạn chỉ có 2.000 suất thôi nếu mà hết trước cái suất này thì nó sẽ không có nữa nên nhiều anh chị đã hỏi là ờ ừ, nếu mà trên app không còn nữa thì nó là là hết hạn à, hết hết suất rồi ha. Thì là mình sẽ tháng có tháng trải nghiệm Nutri <laughs> Rồi, tiếp theo á các anh chị là chúng ta sẽ có thêm một cái chương trình nữa. Đó là à, tổng doanh thu của các sản phẩm nhà Nutribest đạt trên 7 triệu tư. thì chúng ta sẽ được à, trong các anh chị là đại lý mới trong vòng 60 ngày thì tổng các anh chị sẽ được 7 triệu tư doanh thu tất cả sản phẩm thì chúng ta sẽ được hoàn ngay 100% phí nền tảng là 599k được chưa thì anh chị là tuyển đối tác mới hoặc là người mới đăng ký thì các anh chị nên nói với họ về cái chương trình này đó rồi chưa xong ha tức là mua một hộp oxy chúng ta sẽ được tặng một cái sen vi là chỉ đến ngày 30 tháng 9 thôi các anh chị ha thì chương trình này đã có trên app Robby luôn rồi thì chúng ta sẽ có thêm một cái chương trình nữa đây là một cái chương trình nó sẽ uh, đặc biệt hơn đó là nếu như mà các anh chị mua các sản phẩm uh, một sản phẩm bất kỳ thì chúng ta sẽ được tặng một trong năm cái quà tặng ở bên dưới là của sản phẩm nhi nó sẽ rơi vào từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 đây là cái chương trình thứ hai các anh chị ha chương trình thứ hai ok cho các anh chị mình nắm chưa tức là khi các anh chị mua sản phẩm của Nutrioxi trong cái ngày hôm đó các anh chị sẽ có hai cái ưu đãi thứ nhất đó là Sanvi thứ hai là tặng thêm cái này được cho các anh chị là ưu đãi trong ưu đãi ok cho các anh chị và 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 cái này nó chỉ dành cho những anh chị nào mà uh, gọi là tham gia trong cái buổi ngày hôm đó mới được thôi các anh chị ha chứ không phải ai cũng được được chưa chương trình này là dành cho đối tác cũ này trong à, tức là cho mọi người luôn á cho đối tác cũ á đây là chương trình dành cho đối tác mới thôi được chưa đây là dành dành cho đối tác cũ được chưa nhưng mà trong cái ngày hôm đó À, ngày hôm đó là nếu như mà anh chị là đối tác mà đăng ký mới trong cái ngày hôm đó luôn thì anh sẽ anh chị sẽ được hai cái chương trình này luôn cái gì ha cái này là hàng sinh của nhà BDB Nutribes đó. <laughs> đó. là các anh chị sẽ được một sản phẩm mà các anh chị được tặng hai quà tặng luôn được chưa các anh chị nắm chưa <laughs> rồi cộng thêm là các anh chị cần phải nhớ rằng là, là nếu như họ trở thành đối tác của Robby thì họ sẽ được thêm một cái quyền lợi nữa và trong ngày hôm đó thì NutriBest mới công bố được chưa ok cho các anh chị cộng thêm một cái quyền lợi nữa mà hằng cũng không có hằng cũng chưa được biết luôn à, nói chung tóm lại là trong cái ngày hôm đó nếu các anh chị dẫn đối tác đi thì cái quyền lợi của đối tác mới trong ngày hôm đó là rất lớn ok cho các anh chị những đối tác nếu mà đối tác nào chưa kinh doanh NutriOxy bây giờ thì họ sẽ được tặng những cái quà tặng này và được tích lũy doanh thu để mà hoàn phí nền tảng còn nếu như á, mà họ là đối tác mới can sà ben trong cái ngày hôm đó họ đăng ký ngay lập tức họ đăng ký uh, ký quỹ và phí nền tảng ngay trong ngày hôm đó luôn thì họ sẽ được ưu đãi chồng ưu đãi được chưa à, và vẫn được tham gia cái chương trình là gì ạ là tổng kết là 7 triệu tư các anh chị hình dung không ạ à? nên là nên là cái người mà kinh cái người mà họ đăng ký đối tác Robby trong cái ngày hôm đó họ rất là lợi đúng không ạ rất là lợi luôn và họ còn được tặng quà để mà trải nghiệm sản phẩm miễn phí nữa nên là trong cái ngày hôm đó các anh chị nên nên dẫn khách hàng của mình bằng mọi giá mời càng nhiều càng tốt khách vào cái chương trình này giúp cho hàng và số lượng cái phòng nó cũng hơi có giới hạn là nó khoảng tầm 50 thôi đổ lại thôi và dành cho khách hàng thôi các anh chị ha nên là mình không nhớ giúp cho hàng là mình không có mời những cái người nào mà gọi là đối tác cũ rồi thì mình không cần không có mời tới đối tác cũ thì hàng sẽ có hàng sẽ có chương trình riêng cho các anh chị sau thì giờ thì mình sẽ không có không có tập trung vào cái cái chương trình này ok cho các anh chị các anh chị mời khách hàng à, đối tác là khách hàng là khách hàng mà mới và đang tìm hiểu về Robby và theo chương trình này chúng ta sẽ có những cái ưu đại đó khi mà họ đăng ký tại chỗ ok cho các anh chị nắm được chỗ này chưa ok cho các anh chị comment ok giúp cho hằng nha để tại vì sao hằng phải làm cái nội dung này bởi vì sợ là các anh chị sẽ mời sai đối tượng các anh chị mời khách hàng đến họ nghe về <laughs> họ nghe về kinh doanh này kia nó lại 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 rất là kỳ ha nên là các anh chị mời đúng đối tượng đến là khách hàng chưa là đối tác của Robby và đang muốn tìm hiểu kinh doanh nha tức là mình đang dành chương trình dành cho việc tuyển dụng không phải để bán hàng các anh chị nha dành cho việc tuyển dụng ok chưa ạ à? thì anh chị mình sẽ uh, được những cái ưu đãi như thế trong cái ngày hôm đó rồi đây là cái workshop mà mình sẽ uh, ok rồi nãy giờ không có để ý cái tin nhắn trên cái hôm chat à đây uh, có uh, nhãn hàng nutribest có gửi vào cho các anh chị luôn rồi đúng không ạ? rồi ok ha ok cho mọi người mới có ba ba cái ok thôi còn lại những ai chưa ok thì phải ok hết nha. Còn ai chưa ok thì thì comment lên giúp cho hàng là chưa hiểu nha. Các anh chị chưa nắm để hàng nói lại lần nữa nha các anh chị. <laughs> ok chưa? Rồi. Hiện tại thì hàng cũng có một cái nhãn hàng mỹ phẩm nữa. À, nhưng mà hàng đang liên hệ thôi. Nhưng mà các anh chị cứ mời đối tác đến đi thì đối tác quan tâm đến mỹ phẩm thì Hằng sẽ nhờ nhà cung cấp mỹ phẩm để support cho các anh chị. hàng còn một đối tác nhà cung cấp mỹ phẩm nữa và họ cũng đang muốn gặp gỡ để mà à, trao trao đổi với lại những anh chị là đối tác của Ropi à, về cái sản phẩm mỹ phẩm mới à, đến từ Châu Âu à, thì hàng cũng có có liên hệ rồi tuy nhiên là chưa có làm chương trình nhưng mà nếu mà các chị mà có đối tác mới dẫn đến thì hàng cũng có thể kết nối với nhà cung cấp mới để mà họ có thể chăm sóc giúp các anh chị được chưa rồi thì chúng ta sẽ có cái uh, uh, chương trình như vậy tức là buổi sáng chúng ta sẽ uh, bản thân chúng ta sẽ tham gia cái chương trình uh, khai trương showroom ở Cần Thơ buổi chiều thì chúng ta sẽ tham dự workshop uh, mời khách đến tham dự workshop còn mình thì vẫn có thể dẫn khách hàng hoặc là dẫn team đối tác của mình đi tham quan kho hàng cũng được dụi khách vào để họ 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 nắm về cái chương trình ok cho các anh chị uh, rồi tiếp theo là nếu mà được á, thì các anh chị nên chăm sóc khách hàng thì tốt hơn thì đây là cái quy trình mà hằng chia sẻ với các anh chị là mình sẽ quy trình mình sẽ mời đối tác à, mời đối tác và mình chăm sóc đối tác được chưa đối tác mới rồi thì à, là cái quy trình để chăm sóc nó sẽ như thế này đầu tiên á là các anh chị sẽ à, đặt một cái lịch là mời hẹn được chưa tức là mình cũng phải nên kết chia sẻ với họ sơ về Robby à, chia sẻ sơ về Robby các anh chị ha được chưa hoặc là hoặc là nếu mà người thân của các anh chị luôn á tức là cái người người quen biết của các anh chị luôn rồi và thân thiết lắm rồi thì ngày hôm đó các anh chị đi các anh chị rủ theo cũng được cũng không nhất thiết là phải nói về Robby trước hình dung các anh chị à, rủ họ đi chung với mình thôi rồi đến đó họ có thể là tham quan rồi sẵn họ vô họ nghe luôn cũng được nói chung là có hai cách một là đối khách hàng lạ khách hàng lạnh mình cũng nên chia sẻ với họ một chút về Robby sau đó mình sẽ mời họ đến workshop À, mình chia sẻ trước từ đây đến ngày đó là mình còn hai ngày thì mình chia sẻ gọi điện mình chia sẻ trước cho họ cái thứ hai đó là những cái người thân của mình thì mình cứ rủ họ đi thôi đi cùng trải nghiệm sản phẩm và tham quan kho hàng rồi đi chơi với mình xong rồi vào nghe thử coi thử là nó như thế nào được chưa thì mình cũng không cần phải nói không cần phải nói quá nhiều à, rủ đi cùng thôi được chưa rủ đi cùng rồi đến tham quan mà nghe 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 cùng mình được chưa thì nó sẽ có hai cái cái cách mình mời như thế một là mình nói thẳng hai là mình rủ đi cùng ok cho các anh chị và khi mà mình mời họ đến cái cái buổi showroom đó thì các anh chị nhớ giúp cho hàng là mình cần có thư mời được chưa mình nên có thư mời đặc biệt là đối với những cái đối tác lạnh đối tác lạ đối tác data hoặc là những đối tác mà từ trước đến giờ các anh chị lọc lại hết toàn bộ những cái à, lọc lại toàn bộ những cái khách hàng của mình à, lọc lại hết các anh chị ha lọc lại một cái danh sách lọc lại một cái danh sách à, danh sách khách hàng đó bây giờ bắt đầu mới thấy là nó cái danh sách này nó quan trọng đúng không ngày xưa khi mà hàng kêu cánh chị là gọi data hoặc là cánh chị tuyển mối quan hệ á cánh chị phải có một cái file quản lý danh sách khách hàng trên cái file đó thì nó sẽ ghi rất là rõ ràng là à, khách hàng này là họ đến từ à, tỉnh thành nào đúng không họ đang sinh sống ở đâu công việc của họ là gì thì bây giờ mới là cái cái thời điểm mà các anh chị gọi là gọi lại lọc lại những cái danh sách khách hàng ở khu vực miền tây được chưa khu vực miền tây và các anh chị sẽ gọi lại hết tất cả những cái khu vực miền tây để mà à, mời họ đi tham gia cái chương trình này được chưa mời họ đi tham gia cái chương trình này và mình sẽ gửi cho họ một cái thư mời thư mời thì bên bên uh, nutribest cũng đã có một cái cái uh, banner thư mời rồi các anh chị thì hằng sẽ uh, đây hằng sẽ share các anh chị cái banner thư mời nó sẽ là như thế này được chưa à, thì các anh chị mình có thể vào đây các anh chị có thể là uh, lấy cái hình ảnh uh, lấy cái tên của khách hàng Uh, lấy tên của khách hàng của mình để mời đến cái uh, cái buổi này thì hàng sẽ gửi tí xíu nữa hàng sẽ gửi cái hình canva cho các anh chị để các anh chị gửi về cho cho đội nhóm của mình ha rồi thì mình có thư mời gửi cho khách hàng thì chúng ta sẽ có thư mời đàng hoàng nói chung là các anh chị phải làm nó nghiêm túc vào chứ còn nếu các anh chị làm hồi hợp nó sẽ không có mời được khách đâu đặc biệt là những khách lạ thư mời uh, thư mời đến chương trình các anh chị sẽ gửi trước ví dụ như hôm nay các anh chị gửi tốt nhất là hôm nay gửi ha rồi hoặc là bắt đầu sang ngày mai ngày mai mình sẽ gọi là thứ 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 này là này là thứ năm đúng không thì chúng ta sẽ gửi thư mời chúng ta sẽ mời hẹn đúng không thư mời cộng mời hẹn nè workshop đúng không rồi à, nói chung là nên mời tầm trưa trưa đầu giờ chiều á tầm một giờ một giờ rưỡi chiều được chưa thì hàng sẽ sắp xếp cái khung giờ thời gian là khoảng tầm 14 giờ chúng ta có thể bắt đầu chương trình <laughs> rồi tiếp theo là ngày mai tức là thứ sáu các anh chị có thể là gọi điện, à, gọi điện nhắn tin, gọi điện thoại nè nhắn tin à, nhắc hẹn lại khách hàng, nhắc hẹn lại khách hàng được chưa? nhắc hẹn lại khách hàng rằng là chúng ta có một cái hẹn vào chiều thứ bảy. Rồi sau đó các anh chị sẽ xác nhận bên ban tổ chức sẽ có người, à, ban tổ chức sẽ gọi điện và xác nhận thông tin của khách mời khách mời được chưa gọi điện và xác nhận thông tin của khách mời các chị nha thì các anh chị giúp cho hàng là mình sẽ điền form sau khi mình chốt hẹn khách hàng xong thì mình sẽ điền form giúp cho hàng điền form đăng ký à, tí xíu nữa hàng sẽ gửi cái form nó lên cái group cho các anh chị được điền form đăng ký tham gia chương trình workshop rồi để ban tổ chức nắm cái số lượng các anh chị ha thì tí xíu nữa hàng sẽ à chắc là mình sẽ tạo một cái group mới à, tạo một cái group mới Uh, hỗ trợ nhờ ekip có giúp cho hàng tạo một cái group Zalo mới, sau đó gửi lên cho mọi người thì những những ai mà có khách hàng tham gia cái chương trình đó thì các anh chị vào nhắc lại ha, những ai tham gia vào chương trình đó được chưa? Là mời khách hàng vào chương trình đó thì các anh chị tham gia vào. Mình tham gia thôi nha, đừng có đưa khách vào nha các anh chị. <laughs> Nhớ nha là tí là hàng sẽ tạm cái group dành cho những anh chị là đối tác của Robby và anh chị có khách hàng các anh chị cần thư mời hoặc cần hỏi về cái chương trình thì các anh chị sẽ chọn vào cái group đó thì nhờ ekip mở một cái tạo một cái Zalo mới luôn ha group Zalo mới sau đó là gửi lên cho các anh chị để các anh chị trong zoom của chúng ta chọn vào à, ví dụ như các anh chị mà ở tỉnh xa không có tham gia được thì các anh chị cũng nắm thông tin để các anh chị mời khách được chưa thì cái group đó sẽ gửi lên cái phần công chat giúp cho hàng để mọi người tham gia chúng ta sẽ có rút ra Zalo để gửi thư mời, Trong đó tí xíu này hàng sẽ gửi một cái file mẫu thư mời cho các anh chị, rồi gửi banner của chương trình, gửi địa điểm và gửi cái form để các anh chị đăng ký cho khách cho khách hàng của mình à, họ tham gia, để hàng nắm cái thông tin, hàng sẽ nắm số điện thoại và email của họ, Rồi đó hàng sẽ nhờ một cái bạn ở à, ban tổ chức gọi lại để mà xác nhận là họ có tham gia chương trình, rồi sau đó sẽ gửi cho họ cái à, cái 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 xác nhận và cho họ vào danh sách để tại vì mình xác nhận hai ba đầu luôn hai ba lần luôn để nó chắc chắn rằng họ sẽ tham gia các anh chị ha rồi tiền à, điền form nhớ nha các anh chị tại số lượng nó chỉ có khoảng tầm 50 suất thôi cho nên nếu mà quá 50 suất thì ban tổ chức sẽ không có kiểm soát được về cái chỗ ngồi các anh chị à, đến mức công lại đứng nữa ha rồi ban tổ chức sẽ gọi điện xác nhận tin nhắn của khách mời vào ngày mai à, ngày mai hoặc là sáng thứ bảy à, ban tổ chức sẽ gọi lại thêm một lần nữa các anh chị ha thì nó sẽ vào à, thứ sáu chiều thứ sáu hoặc là sáng thứ bảy sẽ gọi là tổ à, ban tổ chức sẽ gọi lại và xác nhận với khách mời của các anh chị một lần nữa rồi à, sau đó thì các anh chị mình sẽ giúp cho Hằng là lưu ý một số cái thông tin một số cái lưu ý à, một số cái lưu ý các anh chị ha mình sẽ đi cùng với khách mời nha các anh chị đến cái ngày đến cái sáng thứ bảy trưa thứ bảy đúng không đến trưa thứ bảy sáng thứ bảy các anh chị nhắc lại một lần nữa à, nhắc lại một lần nữa alo à alo lụa ơi chiều nay á, chị em mình có đầu chiều nay chị em mình có một cái lịch ha là em còn nhớ không chiều nay chị em mình đi nhé em qua nhà rước chị hoặc chị qua nhà rước em hai chị em mình đi chung ví dụ như các anh chị có có ý định đi chung còn nếu không á thì các anh chị phải gọi khách hàng đến trước cái giờ workshop được chưa đến trước cái giờ workshop để cùng tham quan với mình xác nhận lại với một lần nữa buổi sáng hôm đó mình gọi điện nhắc lại một lần nữa được chưa về cái lịch hẹn của chúng ta nói chung là ngày xưa khi mà hằng mời offline các anh chị là hằng 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 gọi là hàng mời chắc dữ lắm hằng mời ít nhất tối thiểu là hằng sẽ mời ba người tối thiểu là hằng sẽ mời ba người tối thiểu nha các anh chị tức là hằng sẽ mời ba người sau đó hằng gửi thư mời cho ba người xong hằng sẽ nhắc hẹn họ kiểu gì thì kiểu sẽ có một người không đi sẽ có một người nhắn là ờ bây giờ chị bận đột xuất nên chị không đi nữa đúng không là rớt một người này rồi sau đó tới cái ngày hôm đó nhá là sẽ có hai người đồng ý đi nhưng mà tới cái ngày hôm đó Tới đúng cái ngày hôm thứ bảy đó luôn Thì nó sẽ rớt thêm một người nữa Là bởi vì cái người đó người ta gặp một cái vấn đề gì đó Đột xuất luôn Và trong ngày hôm đó tới trước giờ người ta mới báo Thì là sẽ rớt thêm một người nữa Thì tấm lại là chỉ còn một người thôi Nên là tối thiểu các anh chị phải mời được ba người Được chưa Tại vì cái xác suất mà họ bận một cái công việc nào đó Cái họ bỏ ngang như chừng nó là là hoàn toàn có thể Cho nên là mình mời nhiều một tí Để nó hụt nó còn lại đúng một người Chỉ cần mời đúng một người là cũng ok lắm rồi các anh chị đó là tối thiểu các anh chị nên mỗi người ở đây có một người đến cái chương trình đó được chưa thì mình phải mời nhiều vào mình mời ít nhất là ba người năm người bảy người gì đó thì rơi rụng là còn một hai người đến ok chưa mà đến đến nơi thì chắc chắn người ta sẽ đăng ký nha các anh chị cái khả năng mà cái xác suất người ta đến nơi là tỷ lệ chốt nó rất là cao các anh chia sẻ với các anh chị là Chương trình upline, cái chương trình offline cái chương trình offline tại sao lại có cái chương trình này chương trình offline là một cái chương trình nó rất là hay bởi vì nó chạm nó có cái điểm chạm đến cái cảm xúc của khách hàng và đặc biệt nhất là họ được nhìn thấy họ được tự gọi là tất cả các giác quan của họ đều được trải nghiệm về rugby, đúng không thứ nhất là họ đến họ nhìn thấy cái trung tâm xử lý đơn hàng có nhiều sản phẩm trung tâm đẹp đúng không à, có trụ sở đàng hoàng có văn phòng đàng hoàng thứ hai là họ thấy rất nhiều người các anh chị rất nhiều người đến cái chương trình ngày hôm đó, thì họ sẽ có một cái niềm tin rất là lớn à, để mà họ kinh doanh. Thứ hai, à, thứ ba đó là họ khi mà họ đến đó, thì họ sẽ được trải nghiệm tất cả các sản phẩm của Robby, đúng không? Và đặc biệt nhất là họ được hiểu rõ về cái sản phẩm của NutriOxy là một trong những đại diện của nhà cung cấp mà hàng lựa chọn để tham gia chương trình này, thì họ sẽ được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp với cái sản phẩm này và nó có biểu hiện ngay lập tức thì lúc đó dược sĩ, đúng không? Dược sĩ à, Vĩnh hiệp sẽ chia sẻ về cái cái lý do tại sao nó lại có những cái vấn đề đó. Thì tức là dược sĩ sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng của các anh chị luôn. Vậy thì khi mà họ đến tận nơi, họ được uh, nhìn thấy, họ được sờ, họ được cảm nhận, họ được gọi là, là uống cái sản phẩm và họ được hiểu rõ về cái sản phẩm. Thì cái việc mà cái tỷ lệ mà cái tức là cái cảm xúc của khách hàng khi mà họ đến tận nơi và họ trải nghiệm sản phẩm như vậy được dược sĩ tư vấn luôn thì cái cảm xúc họ lên tới 80% rồi các anh chị họ lên tới 80% rồi. Cái việc 20% còn lại nó rơi vào cái chương trình ưu đãi. Tức là mentor Hoàng Vũ sẽ chốt cái chương trình ưu đãi cuối cùng dành cho những đối tác đăng ký ngay trong cái ngày hôm đó. Thì sẽ được double ba món quà. Vậy thì mua một hộp, hộp được ba món quà thì quá lời đúng không? Với điều kiện đương nhiên là với điều kiện họ cũng phải đăng ký trở thành đối tác của Rocky trong ngày hôm đó luôn. Thì họ mới được cái chương trình đó. Thì à, thì sao ạ à, các anh chị? Là các anh chị tỷ lệ chốt các anh chị gần như là 99% chỉ có một phần trăm nữa là kiểu là bỏ về giữa chừng thôi <laughs> tức là làm sao đừng đừng có để cho họ bỏ về giữa chừng mình phải ngồi kế bên họ luôn nếu mình ngồi kế bên hoặc là mình ở cạnh đó để mình theo dõi họ xem tưởng là họ còn ở chương trình hay không đừng có để cho họ đi về giữa chừng là được ha là 99% người ta sẽ ở lại đến cuối cái gì cố gắng giữ họ lại đến cuối thì họ sẽ đăng ký trở thành đối tác của Robbie tỷ lệ nó rất là cao tác suất đăng ký rất là cao luôn nên anh chị mình có thể là để khách hàng lại ở đó ha rồi tiếp theo là các anh chị là mình sẽ uh, chăm sóc đối tác mới ha uh, rồi tiếp theo là mình sẽ uh, có thêm một cái nội dung nữa đó là những cái lưu ý những cái lưu ý trong chương trình uh, nhớ giúp cho hàng nha các anh chị những cái lưu ý nó cực kỳ quan trọng tại sao hàng phải nhắc các anh chị vì các anh chị chưa có kinh nghiệm là mời khách đến offline Uh, ngay cả một số anh chị đối tác làm việc chung với hằng cũng không có thói quen là offline đúng không bị lâu lâu mới có offline nên các anh chị lưu ý giúp cho hằng đây là hằng kinh nghiệm làm offline mấy năm rồi cho nên hằng chia sẻ với các anh chị thứ nhất là khi khách mời đến đó, là khách mời đến này à, vui lòng là không mang theo trẻ con được chưa không mang theo trẻ con các anh chị không đi cùng trẻ con À, không đi cùng con. Hoặc nếu có đi cùng các chị nói họ là sẽ là ừ mình có thể là dẫn bé đi uh, ra ngoài cho bé tham quan hay đi chơi gì đó, được chưa? Vui lòng là không mang theo trẻ con, tại vì nếu mang theo trẻ con đó, nó sẽ rất là ồn ào. À, nó sẽ rất là lộn xộn nó chạy khắp nơi à nên là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của chương trình. Thứ hai á là họ cũng mất tập trung, được chưa? Nên là chỉ họ nên chỉ nên đi một mình thôi, họ đến để họ tập trung vào cái chương trình và nội dung đó. Mình chăm sóc nó cũng dễ hơn. Rồi cái thứ hai đó là gì các anh chị lưu ý là mình phải lưu ý về họ về cái thời lượng chương trình thời lượng chương trình mình sẽ trao đổi trước với họ về cái thời lượng chương trình là họ phải ở lại đến tầm độ 4 giờ 4 giờ 4 giờ rưỡi để mà mình nhận được cái ưu đãi được chưa mình nhận được cái ưu đãi trong cái chương trình ngày hôm đó thì cái thời lượng chương trình mình phải nói trước với họ rằng là họ sẽ phải dành cái thời gian là 3 tiếng đồng hồ ở tại cái đó luôn để mình vừa tham quan kho hàng mà vừa lắng nghe cái chương trình luôn. Tức là các anh chị phải xác định rất rõ luôn là họ đến đó để họ có một cái 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 sự nghiêm túc và họ ở lại đến cuối chương trình để mà nhận được cái chương trình ưu đãi dành cho đối tác mới. Rồi, cái thứ ba đó là họ sẽ cần phải tức là họ cần phải có một số cái thông tin à cần có một số thông tin. một số thông tin về Robby. được chưa thứ tư đó là tuyệt đối nhá là không nên đi trễ không nên đi trễ các anh chị đi trễ họ vào sau thứ nhất họ không hiểu gì hết thứ hai họ lúc mà diễn giả đang nói xong cứ lọt chọt vô mấy người đi trễ đi trễ đi trễ vô các anh chị nhớ giúp cho hằng là hẹn họ đến sớm hơn để họ tham quan kho hàng trước rồi dẫn họ vào à, đúng giờ để cho chương trình mình bắt đầu nó nó hoàn hảo hơn và không có bị họ không có bị mất thông tin. Được chưa? Nên lưu ý giúp cho hàng những cái lưu ý uh, cần có trong cái ngày hôm đó. Và đặc biệt nhất là nếu mà được á thì nên nói họ là nếu mà được ha thì nên hỏi họ là um, tức là trong ngày trong ngày hôm đó là mình nên có mang theo sổ bút để mình ghi chép. Uh, đặc biệt nhất là đến nơi thì nên tải luôn cái app Robby về cho họ luôn. Được chưa? Tải app Robby về cho họ, Robby Mon, Robby Bit luôn, tải liền luôn cho họ trong cái ngày hôm đó luôn. chị ha. Rồi, đây là một số cái lưu ý trong chương trình các anh chị ha. Lưu ý giúp cho hàng không đi cùng trẻ con, nói với họ về thời lượng chương trình. À, họ cần có một số cái thông tin sơ qua sơ bộ về Robby Rồi họ có nên đến sớm hơn để trải nghiệm cái sản phẩm và tham quan kho hàng. Và họ cũng tải app Robby luôn, được chưa? Rồi sau đó khi mà mình chốt á, thì mình chốt nó sẽ nhẹ nhàng, nó dễ hơn. Ok cho các anh chị. Rồi, à, có anh chị nào đặt câu hỏi nào ở đây không ạ? À, đây nè, tỷ lệ các workshop trước đây chốt 100% làm đại lý mới ký quỹ 99%. Đó không các anh chị ha. Đây là đại diện của nhà Nutribest này là có tham Nutribest bữa giờ làm rất là nhiều cái chương trình à, tuyển dụng đối tác rồi. Cho nên cái tỷ lệ mà chốt đối tác ở trong chương trình đó là rất cao bởi vì cái ưu đãi nó rất là lớn luôn. Cho nên là cái việc mà các anh chị đăng ký à, dẫn đến đối tác trong ngày nó rất là rất là, là 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 tỷ lệ chốt rất là cao. Thì mọi người cố gắng lọc lại cái danh sách của mình tất cả những người quen người thân rồi những cái khách hàng lạ từ data hay trên nhà online của mình đó thì các anh chị nên cho họ các anh chị nên mời mới hoặc là các anh chị lọc lại những khách hàng khu vực miền tây mời hết vào rồi còn đối với những anh chị là đối tác cũ à, đối tác à, khu vực miền tây được chưa thì chúng ta cũng sẽ có một cái chương trình đó là một cái chương trình của anh ấn thì nhờ ekip gửi luôn cho hàng luôn cái 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 form đăng ký luôn Tức là ở đây có anh chị nào ở khu vực miền Tây không ạ? À? Các anh chị có khu vực miền Tây hoặc là khu vực ở Cần Thơ không? À, thì các anh chị comment lên giúp cho Hằng là các anh chị có đối tác ở Cần Thơ. đối tác Cần Thơ hoặc là đối tác ở miền Tây. Được chưa? Có thể gọi là gần gần khu vực Cần Thơ chứ ở xa quá cũng không lên được. được. không Thì tối ngày thứ sáu tối thứ sáu thì chúng ta sẽ có một cái buổi là giao lưu với CEO Trần Thiên Ấn. Được chưa? À, chỉ dành cho đối tác ở khu vực Cần Thơ hoặc là các tỉnh gần đó mà các anh chị có thể thường xuyên hoạt động à, đến cái showroom Cần Thơ. chưa yeah. thì à, anh ấn sẽ chia sẻ với các anh chị về cái gọi là à, cái kế hoạch kế hoạch kinh doanh à, dành cho những cái đối tác dành cho đối tác ở khu vực à, lân cận hoặc là khu vực Cần Thơ à, mà chúng ta sẽ thường là tham gia và các chương trình để mà mình uh, offline thường xuyên ở khu vực Cần Thơ để mà phát triển uh, cộng đồng đối tác kinh doanh ở khu vực đó yeah, tức là tuần gần như sẽ có những cái chương trình là offline liên tục ở mở ra ở khai trương ở showroom làm những offline với Bdb nhà cung cấp liên tục ở đó uh, để mà tuyển dụng cho các anh chị offline luôn cho nên là đây là cái 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 buổi rất là quan trọng nếu mà anh chị mình có đối tác ở Cần Thơ À, hoặc là các tỉnh lân cận gần đó và có thể thường xuyên lên xuống thì các anh chị nên chọn à, nên nên cho họ tham gia vào tối thứ sáu để cho các anh chị tham gia vào tối thứ sáu à, để mà mình gặp gỡ trực tiếp với ceo trần thiên ấn luôn à, giao lưu và nắm về cái cách làm hướng triển khai và chắc sẽ có một cái group là gọi là group miền tây đó thì để các anh chị là thường xuyên nắm được cái chương trình offline để mình tuyển nhận lý nói thật là cái chương trình việc mà mình mời khách hàng và đại lý đến offline nó sẽ tỷ lệ chốt rất là cao nên các anh chị nên dành một tuần một lần hôm qua hàng cũng mới học với tim thì là gì một tuần nên có ít nhất là một lần ít nhất một lần là dẫn đối tác hoặc khách hàng đến trung tâm xử lý đơn hàng để họ trải nghiệm sản phẩm và họ thấy cái mô hình của Robby được chưa các anh chị ít nhất một tuần các anh chị nên dành cái thời gian là vào chủ nhật được chưa ít nhất nha các anh chị nếu mà ở Hà Nội Chí Minh cũng thế là chủ nhật mình nên tổ chức những cái buổi là à, giao lưu cà phê cà pháo à, ăn uống gặp gỡ họp mặt gì đó à, ở tại khu vực kho hàng của Robby để mình có thể là à, chốt đối tác nó dễ hơn và thậm chí là đối tác cũ đối tác mới gì cũng được luôn là mình nên giao lưu thường xuyên cho mọi người đến là mọi người còn live stream mọi người còn quay video đúng không à, còn khách hàng thì người ta dẫn mẫu dụng như hàng nói là team của mình có 5 người đi đúng không? thì cuối tuần mỗi người là gì mời một đối tác đến cái trung tâm xử lý đơn hàng đó rồi sau đó là mình cùng ăn uống nói chuyện với nhau đúng không? thì mình vẫn có thể là chốt được đối tác Hôm trước thì ở nhóm hàng thì có lan có lụa có Đức à, đúng không? là những à, những gọi là những người thường xuyên chị Thảo nữa thường xuyên đến trung tâm xử lý đơn hàng ở Hồ Chí Minh để chốt đối tác cứ mời đến là kiểu thì âu tu là sẽ chốt nên là các anh chị mình có thể học tập cái cách làm đó được chưa? thì tôi thứ sáu có một cái form nữa nhờ nhờ ekip gửi lên nhất cho hàng với hàng có gửi cái form mà team 100 độ c á các anh chị lấy cái form mà giao lưu với miss ceo trần thiên ấn á thì cái form mà dành cho những đối tác nào ở khu vực cần thơ và các tỉnh lân cận à, nếu như mà các anh chị có thể thường xuyên tham gia offline à, thì các anh chị nên đăng ký vào cái form đó để các anh chị nắm về cái kế hoạch kinh doanh à, cho khu vực cần thơ rồi à, đó là một số cái lưu ý được cho các anh chị rồi, các anh chị mình có cái câu hỏi nào nữa không các anh chị? Ê <laughs> này, các anh chị nắm chưa ạ? À? <laughs> à, rồi. Phong đăng ký nè. À, bên chỗ nhà bác vừa mới tạo phong đăng ký rồi hả? À, ok. À, người hướng dẫn rồi. Rồi ok. Mentor Hoàng Vũ gửi AR ok. Rồi cảm ơn uh, mentor Hoàng Vũ đã tạo cho mình một cái um, cái cái uh, cái form ha. Rồi, cái form này các nhắc lại một lần nữa ha. Là cái form này nó sẽ dành cho những đối tác à, những cái khách hàng là chưa là đối tác của Robby nha. Khách hàng chưa là đối tác của Robby. nếu anh chị nào mà có có đối tác, có khách hàng à, muốn mời khách đến thì các anh chị tham gia đăng ký vào đây và các anh chị tham gia vào cái group Zalo riêng của cái nhóm của mình. Mình sẽ tạo một cái group Zalo nha, mình sẽ tạo một cái group Zalo. Thì cái group Zalo đó nó sẽ bao gồm những anh chị nào mà có khách hàng nha. Đó. Thì có khách hàng đi thì các anh chị phải vào group đó để các anh chị nắm toàn bộ thông tin. Rồi có gì cần hỏi thì hỏi nhà cung cấp luôn. Được chưa? Thì các anh chị đăng ký suất này, suất này, suất bao nhiêu suất thì các anh chị comment, các anh chị điền vào form rồi ban vật chất sẽ gọi điện xác nhận lại thì đây là form đăng ký tham gia workshop Cần Thơ uh, của nhà NutriBac uh, NutriOxy và phối hợp với lại Hằng và Mentor Hoàng Vũ được chưa là chiều ngày 21 tháng 9 các anh chị nhớ có hai cái chương trình khác nhau nha thứ nhất là chương trình tối thứ sáu và có một cái form nữa tối thứ sáu nếu mà anh chị nào mà là đối tác của rugby rồi làm bản thân chúng ta nè mà là ở khu vực Cần Thơ và gần miền Tây thì các anh chị cho đối tác đó họ tham gia gặp anh ấn được chưa? là tối thứ sáu Tối ngày trước đó một ngày, chúng ta sẽ gặp à, có một cái lịch họp gặp với anh Ấn để mà triển khai kế hoạch à, sử dụng tận dụng cái showroom đó để mà tuyển đại lý. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái offline dành cho khách hàng mới, chưa là đối tác lobby và đang tìm hiểu thì nó sẽ rơi vào chiều thứ bảy. Nha các anh chị nhớ rõ hai cái chương trình nó khác nhau. Ok chưa ạ? Và đối tượng cũng khác nhau luôn các anh chị nha. Rồi, à, các anh chị đã nắm rõ hết chưa ạ? Các anh chị nắm rõ hết thì comment là à, rõ các anh chị nha anh chị nào mà chưa rõ thì hỏi lại nha Thằng nhắc lại là đối tác đến khách hàng đến ngày hôm đó sẽ có ba cái ưu đãi được chưa và nó chỉ dành cho những anh chị nào mà đăng ký trở thành đối tác của Robby ngay ngày hôm đó thôi chứ không phải là khách hàng mới nha không phải là khách hàng mới mà là đối tác đăng ký trong ngày hôm đó sẽ được ba cái ưu đãi ưu đãi chồng ưu đãi luôn đến từ nhà nutri uh, nutribest được chưa ok chưa các anh chị <laughs> tức là cho họ cái đơn hàng trải nghiệm sản phẩm đầu tiên luôn á các anh chị thứ nhất là hoàn phí nền tảng trong tháng đúng không là tổng cái uh, tổng cái đơn hàng 7 triệu tư uh, tổng tất cả những cái đơn hàng trong tháng uh, 7 triệu tư thì họ sẽ được hoàn à, uh, thứ hai á uh, họ hoàn phí nền tảng thứ hai là họ sẽ được tặng thêm hai món quà tặng nữa đúng không tặng sen cho V cộng thêm một cái sản phẩm một trong năm cái sản phẩm nhi À, là gần như là mua một tặng tặng hai luôn rồi đó mua một được ba luôn rồi đó các anh chị đúng không ok nha rồi đó thứ sáu là 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 đúng rồi anh chị nào mà là khu vực cần thơ ở có đối tác ở cần thơ hoặc là bản thân mình là ở cần thơ hoặc là những cái tỉnh gần đó thì tối thứ sáu mình sẽ đăng ký gặp anh ấn được chưa à, tối sáu thì một cái form khác <laughs> ekip không có cái form đó hả tối thứ sáu chúng ta sẽ có một cái form khác nha mọi người Thứ sáu thì có một cái form khác là dành cho đối tác Robby thôi. Team 100 nè. Anh à, có gửi vào team 100 độ. Ở à, à đây nè. Đây. Đây là dành cho những cái đối tác ở Cần Thơ thôi các anh chị nha. À, chứ không phải là khách hàng nha. Đã là đối tác kinh doanh Robby rồi. Đó. Cái này là chương trình. Chương trình dành cho đối tác Robby Cần Thơ Được chưa? Giao lưu cùng CEO Thiên Ấn Rồi Ok ha, thì hai cái phòng nó khác nhau các anh chị nhé <laughs> Hai cái phòng nó khác nhau các anh chị Đó, kích off Cái này là dành cho đối tác khu vực miền Tây Nam Bộ luôn đó Đó chứ đừng có đừng có đăng cái nhầm nha đối, tác Robby nè có dư sơ Robby các chị ha hai cái form giao lưu với ấn là cái form này còn cái da cái cái form này là cái form khác nữa cái form lúc nãy mà đây đây cái form này là cái form khác là đăng ký theo nhà quốc sóc Cần Thơ là để tí xíu này hàng đổi lại cái tên xíu cho cho nó dễ là team team của mentor Hoàng Vũ là team Eagle ha thì chúng ta sẽ tham gia dành cho khách hàng mới và đang tìm hiểu về Robby rõ chưa các anh chị Rõ chưa các anh chị? Rõ thì comment rõ ép cho Hằng nha <laughs> Không lại lộn xộn là chết luôn ấy Mời khách hàng tới gặp anh ấn này. <laughs> Ok chưa? Nắm chưa các anh chị? Đối với lại là đối tác Các anh chị gọi lại cho những đối tác cũ Hoặc anh uh, những anh chị nào mà không ở khu vực uh, Miền Nam, miền Tây Thì anh chị gọi điện lại Anh chị miền Bắc ha Gọi điện lại cho danh sách đối tác cũ của mình và nếu như các anh chị biết được họ ở Cần Thơ hoặc khu vực Tây Nam Bộ thì các anh chị mình sẽ gọi điện và mời họ đến tối thứ sáu và thông báo cho họ về cái chương trình thứ bảy luôn để họ có thể đi tham quan tối thứ sáu thì sẽ gặp anh ấn được chưa gặp uh, giao lưu cùng CEO để triển khai kế hoạch kinh doanh uh, trong cái thời gian tới dành cho khu vực miền Tây thứ hai đó là những cái khách hàng đang tìm hiểu Robby khách hàng lạnh khách hàng lạ hoặc khách hàng thân quen gì đó họ đang muốn tìm hiểu về kinh doanh robby thì báo cho họ về cái chương trình là chiều chủ nhật. Ok chưa? Rồi, rõ chưa mọi người? 44 anh chị trong đây, 40 anh chị trong đây, rất là bốn người rồi. Thì 40 anh chị ở đây comment giúp cho Hằng là rõ hết nha. Để hàng xác nhận lại một lần nữa là các anh chị đã rõ rồi. Mới có thấy có mấy người comment rõ thôi. Hmm. Rõ chưa? Rõ nha. Rồi. Có anh chị nào có anh chị nào có khách hàng tham gia mà bản thân các anh chị không tham gia được thì các anh chị cũng vào nhóm rồi sau đó các anh chị có thể là gửi danh sách cho Hằng nha. Hằng với mentor Hoàng Vũ sẽ túc trực ở đó tầm 2 hai ngày hai đêm. Là Hằng sẽ đi vào thứ sáu Hằng sẽ đi vào thứ sáu các anh chị à, hằng sẽ đi vào thứ sáu các anh chị nha tức là chiều uh, chiều thứ sáu là hằng đã có mặt ở tại cần thơ rồi à, hằng có hàng và mentor hoàng vũ luôn là chiều thứ sáu sẽ có mặt ở cần thơ thì các anh chị có khách hàng nè có đối tác nè đối tác ở cần thơ hoặc Quần tây các anh chị hẹn gặp hằng là có chiều thứ sáu tối thứ sáu gặp anh ấn được chưa thì nếu mà đối tác thì các anh chị nên hẹn như vậy rồi thứ bảy là dành cho khách hàng để mà mình tuyển dụng và chủ nhật đó, là hàng có thể ở lại vào buổi sáng chủ nhật nữa rồi đó là chiều chủ nhật hàng mới trở về trở về uh, Hồ Chí Minh được chưa <laughs> OK không các anh chị nên là các anh chị mình tận dụng tranh thủ là hai mentor có mặt ở đó thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì anh chị cố gắng giúp cho hàng là hẹn team hẹn nhóm hẹn đối tác đúng không đặt lịch à, hằng là gọi là hằng với mentor bộ là sẽ ngồi đó gọi là cấm cắm rễ ở đó 3 ngày, <laughs> được không? thì các anh chị cứ mời hoàn toàn bộ khách hàng của mình đến, à, rồi sau đó đặt lịch với hằng, à, số điện thoại của hằng thì à, có ở à, hằng sẽ comment cho các anh chị số điện thoại của hằng luôn. thì anh chị nào mà cần hằng hỗ trợ hay là à, mentor hoàng vũ hỗ trợ thì là có thể là sẽ à, gọi điện ha hoặc là là nhắn tin cho hai mentor ha, đây hàng sẽ gửi số điện thoại của hàng luôn. <laughs> đặt lịch cà phê một, một cũng được ha các anh chị ha đây là mentor hàng phạm đây là mentor hàng vũ các anh chị ha Hằng sẽ hỗ trợ gặp cho các anh chị nói chung là chỉ trong không giờ đó thôi nha còn khi mà đi về cần thơ rồi thì không gặp được nữa đâu không chín không năm không hai không rồi đây là số mentor hàng vũ đúng không ạ à? hay là mentor hàng vũ gửi cái số nào thì gửi dùm cho hàng với cái số này hay là cái số gì chứ không chín một gì đó <laughs> đây là cái số của hàng ha thì các anh chị nếu mà các anh chị có khách hàng, có đối tác cần uh, quan tâm đúng không? Thì mình các anh chị sẽ liên hệ với số điện thoại của hàng. Uh, để mà uh, uh, để mà kết nối. Đây, số điện thoại của mentor Hoàng Vũ ha. Thì các anh chị có thể là ví dụ ở xa, các anh chị không có đến được thì các anh chị gọi cho khách hàng hoặc đối tác các anh chị đặt lịch hẹn với Hằng với mentor Hoàng Vũ để mà gặp trực tiếp để mà hỗ trợ hướng dẫn cho họ, tại vì lâu lâu mới về miền Tây. Cho nên là các anh chị mình nếu như mà có đối tác thì các anh chị nên hẹn gặp uh, hai mentor để mà abc ok nhá rồi uh, các anh chị không chăm sóc khách hàng và đối tác được thì uh, cũng nhắn tin cho hằng để mà hằng có thể là là hỗ trợ nhờ nhờ ban tổ chức ekip là chăm sóc khách đặc biệt mời họ vào chương trình workshop ok ha các anh chị rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều uh, nội cái việc mà phổ biến cái chương trình không thôi là tới tiếng đồng hồ <laughs> anh chị thấy không? Hồi xưa hàng làm những trình offline hàng cũng làm rất là kỹ các anh chị. À nhưng mà làm kỹ như vậy thì nó mới 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 có khách hàng được. À mới chốt được khách được ha. Rồi, à chúng ta không cần nhiều, chúng ta cần chất lượng anh chị nha. Nên là mình mời mình mời ít nhất là từ 3 đến 5 người. Ít nhất là từ mỗi anh chị đây mời 3 đến 5 người, gọi điện mời 3 đến 5 người. Xác nhận cho hàng là 3 người đồng ý, ba à, chỉ cần 3 người đồng ý đi thôi. À, thì kiểu gì đến nơi thì nó cũng sẽ rớt hơn một người ok ha rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tham gia cái chương trình sáng ngày hôm nay à, à, hẹn gặp lại các anh chị à, vào chương trình năm am em thứ bảy à, và cũng như là à, cái à, à, cái 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 buổi offline ở thứ sáu thứ bảy chủ nhật nếu mà anh chị có đi cần thơ rồi à... <laughs> chuyến chúng một chuyến du lịch pháp của FICO tham gia nhưng còn đang ngủ. À, ngày 23 tháng 9 này là đến ngày 29 tháng 9 thì hằng với bên tàu Hoàng Vũ thì cũng rất là may mắn là được uh, uh, đi pháp các anh chị uh, được đi du lịch uh, Pháp và tham quan một số cái công ty nhà máy sản xuất sản phẩm của FICO nên là 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 cũng khá là là may mắn uh, nên là trong cái thời gian đó các anh chị mình uh, có thể là không không khó liên lạc với hằng hơn nên là tranh thủ liên lạc trước ngày 23 các anh chị ha Ok rồi Cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha Chắc là chuyển mic lại cho là 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 ekip có trao đổi gì nữa không a vẫn chưa có cái group Zalo à, Thôi tôi để hàng tạo cũng được Để hàng tạo một group Zalo mới Các anh chị đợi xíu hàng tạo group Zalo ha rồi, hằng đã tạo một cái group Zalo rồi ha, rồi bây giờ hằng sẽ share cái cái link group vào cho các anh chị ha, rồi đây là link group cho các anh chị ha, anh chị nào mà mình có đối tác tham gia à, group workshop này các anh chị, thì các anh chị tham gia vào cái group này để các anh chị nắm ha nắm thông tin gửi hàng sẽ gửi thư mời form đăng ký tất cả mọi thứ vào trong đây thì các anh chị có thể tham gia vào cái group này ha rồi ok rồi anh chị có thể bấm nút group zalo để các anh chị tham gia vào cái uh, <laughs> chương trình ha đang tổ chức sẽ chốt danh sách vào tối mai các anh chị nha danh sách vào tối mai nên là anh chị mình đăng ký sớm ha ăn ký sớm để cho khách hàng người ta nắm thông tin tối mai chiều mai là uh, chiều mai là hàng có mặt tại Cần Thơ rồi nên là tầm chiều chiều tối tối ngày mai là hàng sẽ chốt lại danh sách khách hàng khách mời rồi hàng sẽ tính tiếp cái nội dung và cái cái chương trình như thế nào cho nó phù hợp rồi ok cảm ơn các anh chị đã nhiều tạm biệt các anh chị nhé uh, chúc các anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng rồi bye bye cả nhà chị Hằng ạ. À. Ờ, hót ừ. tắt. Ừ, hót tắt giùm giúp Hằng luôn nha. Có tim chị Mai Linh nè, tim Huỳnh uh, Toàn nè. Chị Văn đúng không? Tim chị Ánh Linh nè. nắm uh, thông tin để mình 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 uh, mình triển khai cho tim nhé mọi người. Không lại mời sai đối tượng nữa Rồi ok Bye bye cả nhà Hot đi đâu rồi Không tắt dùm ta Dạ yeah, để tắt dùm ạ à. Ok bye bye Rồi Cảm ơn mentor nhiều nha Dạ yeah.